Mệt quá. Tới rồi cô chú anh chị ơi. Dạ, Thái xin kính chào quý bà cô chú anh chị cùng các bạn. Thái xin kính chúc quý bà cô chú anh chị cùng các bạn thật nhiều sức khỏe. Hiện Thái đang có mặt là tại xã Tây Phú, huyện Thọ Xuân, tỉnh An Giang. Thì hôm nay Thái để tiếp tục đến nhà Ngọc Bếp Củi nha cô chú anh chị. Thì hôm nay nói chung ra thì cũng có tin vui đến với gia đình của Ngọc Bếp Củi. Đây, để dựng xe đây, cái đi vô coi. Bữa nay làm gì nghe cái tiếng đó ta? Ngồi làm gì? Ngồi nhậu hay gì? Ngồi ăn trái cây. Ăn trái cây hả? Dạ rồi. Ồ, chưa hết là vô nhà là đã gặp em ngồi ở ngoài mái hiên ăn trái cây nghe cô chú anh chị. Ồ, ở đây có trái gì ăn được chứ sao hả? Đây, chào Ngọc Bếp Củi. Đây, mới vô. Bà cô bác. À, chào chú Sáu. Dạ Ngọc kính chào. Dạ, chào cô chú anh chị. À. Trên kênh anh Thái. Dạ. À, trên kênh anh Thái chứ không phải trên kênh Ngọc Bếp Củi ha. Trời ơi, sao giấc chưa mà mấy ông làm gì mà nghe cái mùi không nó muốn chảy nó miếng rồi trời. Đang chơi cái trò chơi quay buồn quá không biết làm gì ba thằng quay ăn uống. Quay uống hả? Quay xong uống nước, ăn xài uống nước. Ăn xài uống nước. Dạ. À cái này là gồm có là góp 20k cốc nè cô chú. Đây là cốc. À uống ly này nè ơi. Cốc. Đây. Đây là xài. Trời ơi trời giấc chưa mà ăn thứ gì chịu nổi không? Xài. Rồi chuối chát. Rồi tới chanh. Trời ơi. Đặc biệt đi. Chén này chén gì đây? Chén ớt chứ mấy muối. Chén này chén gì? Muối ớt. Muối ớt hả? Trời ơi ăn gì mà tới sức mồ hôi dữ hả? Anh chấm anh nữa ơi. Anh làm thử miếng anh. Làm thử miếng đi. Trời ơi trời. Ngon lắm luôn. Rồi chú Sáu ơi. Trời ơi. Làm thử miếng. Miếng chanh nó ngon. Sao thấy ớt không à? Thấy ớt không cũng ngán à. Học mời ông bà cô chú anh chị. Trời ơi. Trời ơi 50 kìa. Đúng rồi. Uống chưa? Đúng rồi. Tới quay hả? Trời ơi nãy giờ quay này ăn này uống nước này. Mà mình tưởng đâu là ngồi nhậu không ơi cô chú anh chị. Tại vì ở quê mình nó giấc chưa. Mấy ông anh mấy ông chú là súng nhau là hay vậy đó. Uống 50% luôn. Ăn xài. Chấm muối ớt. Uống trà đá. Chịu nổi không? Thua thì bỏ tiền vô. Uống hết luôn được không? Được. Trời ơi. Rồi quen lượng nó đi. Quen lượng nữa. Đây mà quý bà con cô chú ha. Ai chơi chơi đâu mình ăn miếng nữa rồi nó sao. Đã nó ăn cay. Trời ơi trời. Đâm thêm lượt nữa. Quá trời cay. Sao em xui với anh nói ai giờ uống 50 thêm lượt nữa kìa. Quá cay chú Sáu à. Cay đó. Cái này hết trơn hết trong vườn luôn hả gì dữ không. Ớt bẻ hết nửa cây à. Ớt nhà. Để anh Thái quay quận coi. Bên trái uống 50, bên trái là bên đây. Bên Thái hả? Bên trái bên đây nữa hả? Đúng rồi, có. Ở đâu có cái này vậy? Trời, cái này là cũng sưu tập dữ lắm. Vậy yeah. Không? Ở bên Thái đó, bữa hổm chị Mai Tuấn ghé chị ta. Bữa nay anh em không đi quay clip. Anh em không quay clip hay sao mà ngồi đây vui dữ hả? Tại đang trưa, đang trời nắng á anh, đang cũng nghỉ chút xíu rồi mới đi quay. Vậy yeah. Ha? À, trái cốc này chắc bà con thấy chắc thèm lắm rồi Ngọc. À, thêm đây trái xài. Xài, cốc xài. Làm thử trái luôn hả? Ớt chú Sáu sầu cay quá cay rồi. Nhiều chơi giúp nhiều ơi. Chú Sáu vô. Uống 50 cho mình chơi giúp ai tới ai quân ai kìa. Chú Sáu sao ăn gì mà tới mà đổ mồ hôi dữ chú Sáu. Nè làm thử trái cốc rồi chú. Trời ơi. Anh uống nước đi anh. Uống nước. Cái cho nó ngon chứ. Đó. Cầm nữa vô. Nè tới nhiều không? Ngon ha. Ngon hả? Uống cái này. Chắc có lẽ có cái cảm giác chua lắm á. Vừa ăn rồi đồ chua rồi vừa uống nước rồi chơi cái trò ác nữa. Nhắc chưa anh em không sợ Tào Tháo. Chờ giúp ai? Được không? Nhờ chú Sáu chờ giúp mà. Trời ơi đã nha. Mà quý bà con cô chú nha. Gì vậy? Ớt không cay quá cay à. Nữ uống rồi kìa. Nữ uống. Mua cái đó. Đó ngay giữa ơi. Nữ là chú Sáu luôn á. Chú Sáu là Mai Tuấn mà. Trầm. Mà cái này ngay giữa mà. Phải không? Ở giữa là BD đó. Ở giữa BD cũng vô luôn. Mấy ông này ăn cay kinh khủng. Uống
100% là đi vệ sinh luôn. Ừ. Với chỉ bạn. Chào anh. 100% với người chỉ đạo. Quá. Ăn chanh nè, ăn chanh mới ngon nè anh ơi. Chanh. Chanh chua. Đó, em sẽ làm một miếng chanh nha. À, ăn chanh mà còn nước nữa. Mà nó không dính gì chân anh chị nha. Dạ. Cái chưa mà mấy ông làm này thấy ghê quá. Thấy ghê quá hả? Dạ, Ngọc mời ông bà cô chú anh chị. Đó quá cay à. Làm miếng chanh nè. Gỡ mấy cái hột kia đúng là nước cay nó đã. Nè miếng này ăn mới đã nè. Dạ. Hết thế con mà bạn. Thế con mà tới quần ái rồi cay mới hết cay vừa chua vừa cay coi ăn ông nào ông lấy sức mà hỏi trơn mà ngồi ăn hả nghĩ về quê uống nước ngồi đó đâu dừng cuộc chơi phải không tạm dừng cuộc chơi anh ơi giờ hết nổi rồi hả hả không giờ ăn thôi chứ không uống nữa đúng rồi ăn rồi không uống em uống là chạy không kịp à cay quá cay mấy ông này ông gọi ông nào đâm chén muối ác à đây ông Sáu hả ông Sáu này đâm muối ớt cay á thường dạ, thường á anh bữa nay anh đi có mình hả ờ anh đi với vợ anh thì vợ anh đang vợ mình đang quay phim nghe dạ. Cô chú anh chị hôm nay đi không có cô gái quê anh đi một mình đã ở xuống rồi không cho không gọi em biết gì nữa biết gì thì xuống bất ngờ nó mới hay như vậy nè ừ nãy giờ lo ăn không quên thì hôm nay đi xuống thăm ba em tại vì cũng báo cho một tin vui ba có một số bà con cô chú á mạnh thường quân đã thấy hoàn cảnh gia đình của em thấy ba em bệnh người ta có hỗ trợ một số tiền để ba em là đi khám chữa bệnh ha ừ nãy giờ quên lo ngồi đây vô cái vô này được cái lo ăn không à chưa vô hỏi thăm chú với thím nữa thôi bây giờ anh với em đi vô hỏi thăm chú Sáu ha thăm chú Bảy ha rồi chú Sáu với thằng vừa ngồi ăn hả quá ngon gia đình của Ngọc có hai cây xài chứ chưa bẻ xài ăn ha nhiều chứ ừ, sàn nhiều ô quay rồi mỗi lần đi khó khăn vậy đó hả Ngọc dạ. Nhà đất này đi vòng đường này, chừng đó có, cái bực, đi vòng. Có bực đi sợ té nè hả dạ. Ừ. À. Mới vô thím ơi có anh thấy là ừ. Chết chơi mẹ ơi mới vô chị ơi dạ. Đi, thức à ô con thấy cái thằng ba ơi con chào chú dạ bữa nay tình hình sức khỏe sao chú khỏe hả sao càng ngày càng tệ hoài càng ngày càng tệ hả rồi hổng gà mình ăn uống gì được không chú anh ngồi đi anh hả ăn uống không được luôn á hả rồi có ăn cháo ăn gì được không dạ một ngày mình làm được hai muỗng cháo ha dạ chào thím dạ ngày ăn được có hai muỗng cháo hả chú hả thím rồi thím thím ngồi dạ, dạ. Để con hỏi thăm xíu dạ được rồi được rồi được rồi dạ trong mình nó có nhức mỏi gì không nó đau đau hai bên hả dạ dạ cảm ơn chị dạ đau hai bên hông hả đau nhiều không dạ nó lối nặng luôn á ha dạ nó không bắt quạt lên mẹ không ngồi dậy nổi luôn dạ vậy là từ ngày đi bệnh viện về tới giờ là chắc ông chú ông nằm không hả thím nằm không dạ ông ngồi dậy thì mất đỡ lên dạ đỡ lên vậy đó chứ ngồi không nổi rồi vệ sinh sao đấy vệ sinh thì tại chỗ luôn à tại chỗ vậy luôn đó ha dạ là không có đi gì được hết là về mười mấy bữa nay là nằm vậy không luôn dạ nó nằm vậy đó dạ thì cũng ở đây thì ở ngoài
Dạ. Vậy là bệnh viện nó là bên tim mạch đó, là nói là chú bị là nhồi máu cơ tim. Dạ. Rồi bây giờ hổm gài gia đình mình có gom góp được chút đỉnh gì để là chuẩn bị đưa chú đi gì không thêm? Dạ. Rồi bây giờ ý chú muốn đi Cần Thơ hay là đi Sài Gòn? Hay là ý chú muốn đi đâu? Thành phố thì... Đi thành phố ha. Đi thành phố thì mấy 20 triệu là không đủ rồi. Không đủ. Dạ. Mình đi lên trển mình khám đồ chắc là không có nhiều, không đến nổi. Dạ. Thành phố nó quãng đường nó xa quá, cần mình thuê chắc à. Phải thuê xe đội ngũ y tế mới, tại vì ba em bị tim đó à. Sợ là đi cái đường xa bị sốc quá chịu nổi vậy ha. Chứ đi thuê xe bình thường như chú Sáu lái cũng được, nhưng mà mình sợ đi đường xa bị sốc rồi. Dạ, xử lý được á. Bị nhồi máu cơ tim mình xử lý không được ha. Dạ, em sợ là sợ được vậy thôi. Dạ thì chú có thêm cái bệnh tim nữa của chú anh chị, mà bây giờ tội nghiệp chú lắm à, mỗi một ngày ăn đâu được 2-3 muỗng cháo gì mà ăn rồi còn hình như cũng bị ói ra nữa ha thêm. Dạ, ăn ra là hồi vô trong một gì vô là ói ra. Dạ. Đi ăn một muỗng nè. Rồi nó nói là để nó bỏ trong đó thì chứ không có uống ăn thêm muỗng nữa, không ăn rán nữa. Dạ. Rán nữa ngủ cái muỗng kia ra nữa thôi. Dạ. Rồi mình uống sữa gì được không? Sữa không, không uống luôn. Uống sữa cũng không uống luôn ha. Dạ không sao hết. Bơ bản này cái mít gồ nó hầu gió. Dạ. Dạ. Giờ thấy sữa ngán tự nhiên muốn ói. Tính mua ba cái sữa người lớn uống mà cứng xương nó cho nó. Dạ. Ổng không được, sữa bò không được thì sữa đó sao uống thôi. Dạ. Gia đình mà hai người bệnh như vậy mình sa sút luôn hả thêm? Dạ. Tôi thì bị thấu quá cộng sống, nó dứt xuống thì chằn xuống cái giò đó, nó đau hai cái khớp giò nó. Dạ, thêm bệnh nữa. Có khám rồi, có khám bác sĩ thì nó nói gì đó, bị thấu quá cộng sống. Dạ. Chứ mấy bệnh kia thì bữa hôm nó nói dưới gan như nhiễm mỡ. Dạ. Tôi muốn chứ không uống ba cái đó, tôi uống gì uống ba cái thuốc cho mà nó bị nhức khớp vậy thôi. Cái đít cũng giống nhiều. Dạ. Có người cũng sợ bị sao rồi mình bị bệnh gì đó. Bệnh nhiều bệnh đó. Đi cũng đi đứng khó khăn, vừa ngồi xuống thì đứng vậy đó, đứng không nổi nhất á. Dạ. Yeah. Cũng dán người vợ chồng già, dán nuôi với nhau chứ sao giờ. Chứ con cái thì nó cũng bữa nào cũng có cái công việc cái trên cái tội nó cũng khó khăn nữa. Rồi kệ, mình khỏe ngày nào thì lo chỗ ngày nấy đi. Đôi khi á cô chú anh chị, mình thấy cái hoàn cảnh của mình hay là cái điều kiện của mình nó thiếu thốn. Mình thấy đôi khi mình cũng tuổi. Mà khi mà vô nhà mà gặp cái hoàn cảnh của Ngọc đó cô chú anh chị, thì mình thấy mình cái người là rất là hạnh phúc, như là được chờ thương rất là nhiều. Thì cô chú anh chị nhìn thấy Ngọc đó thì không có thể là đi đứng gì được. Còn ba Ngọc bây giờ hiện giờ là nằm một chỗ, nhưng mà muốn đi trị bệnh là cũng không có cái điều kiện là để đi trị bệnh nữa, nó rất là khó khăn. Nha. Không tuổi không khóc hoài vậy đó hả em? Nói đi nói tới là tuổi. Dạ. Sơ gan. Vậy là chú nhiều bệnh lắm hả? Mình đón như thế mẹ vậy. Thì ổng như ổng suy đoán vậy thôi đấy, mình khám coi rồi bác sĩ rồi nó biết ra bệnh gì chứ giờ. Cũng như ổng đau trong cơ thể, ổng cũng đau chỗ này, ổng đau chỗ kia.
mình cũng không biết. Dạ. Cũng đau thì không biết ổng. Ban đêm có đau nhức gì không? Không. Nằm đi im mình thôi. Nó đau gì rồi nó bắt đầu nó nhức, nó đau hai bên hông. Như cử động vậy thôi. À. Như cử động thôi. Mình nằm hoài một chỗ vậy thôi. Ban đêm đêm rồi mình ngủ được không chú? Cũng được. À, ngủ cũng được, cũng bình thường ha. Dạ, nhưng mà là mình ăn không được rồi, cái sức lực mình không có rồi, nó yếu dần hoài ha. Ừ. Dạ. Không có ăn được. Chứ không ăn được. Uống nước cũng không được, mà ăn. Uống nước cũng không được luôn. Mà cũng mười mấy ngày nay. Ờ. Ngày nay gì đâu. Tháng. Ở nằm nhà thương ngoài cũng vậy đó. Thì như xã ấy, những ngày thì vô trên đất biển gì đó. Dạ. Đó mình ngoài cũng không hoài. Cái nhiều nước biển. Dạ. Yeah. Đó, 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 đó. Cầm hơi đó đó. Dạ. Vậy là mình có tổng cộng là 5 người con hết em. À, anh hai thì ở gần bên đây. À, rồi thứ ba là chị Ba Khoa. À, chị Ba Khoa thì về đây ở chung với mình luôn. Ở đây. À, rồi thứ tư là thêm một người chị của Ngọc nữa. Thứ tư. Dạ. Rồi mới tới Ngọc. À. Ngọc thứ năm. Thứ năm. Còn một người Út nữa ha. Ừ, Út chưa vợ. Ừ. Dạ, Út chưa vợ nữa. Dạ. Bây giờ người con Út của mình làm cái gì đấy không? Dạ, nó bằng cái gì đó. Cũng có ngành mà cái nghề nó cũng bằng, cũng trúng ngành. Nó bằng làm ở đây. Làm sale á. Sale á. Làm bằng ở đây kiếm tiền vậy chứ. Đi bán hàng. Hồi đó đi. Dạ. Nguyên ngày ngoài đường không vậy đó. Hồi đó đi học cũng có bằng đại học hết không? Dạ, có. Vậy là em Út mình có bằng đại học hả Ngọc? Dạ, đúng rồi. Học viên chưa học quản trị kinh doanh á. Ờ, hai anh. Hai em đó đó. Hai anh em thì bên cơ khí. Này, chú với thím cũng lo hết mình cũng được hai. Cũng khổ, tôi nói chú cũng dám lo cho hai thằng nó học cấp đôi không. Dạ. Tôi cũng dám lo, tôi suy nghĩ giờ tôi nói, hồi đó sao thấy mình lo gì hay trời. Sao bây giờ lo không nổi, thấy mấy đứa cháu tôi học giờ tôi quải, dạ. Lo không nổi đâu. Nhưng mà Ngọc mà học xong rồi thì bị tai nạn. Dạ, nó học xong rồi nó đi làm. Ra trường mấy năm, nó ra trường, nó mới đi làm. Vì nó có vợ, cứ vợ nó rồi nó mới bị tai nạn đó. Dạ. Bị tai nạn rồi bây giờ vợ có vô thăm nom gì không? Ngọc. Thì từ bữa giờ thì không lúc trước thì có mà từ bữa giờ thì không có thấy vô. Từ bữa anh với anh Khương lại là nghỉ vô luôn hả? Sao? Hay lúc trước đó nữa? Cũng trước đó. Vậy tại nha. Vì lúc đó cái khoảng thời gian đó thì cũng có giấy tờ này kia nên không có thấy vô nữa. Giấy tờ ly thân đó ha. Dạ, đúng rồi. À, tuổi lắm cô chú anh chị. Dạ. Khi mà bệnh hoạn rồi mất hết tất cả thì tất cả đều mất luôn. À. Cháu nội gì cũng không vô thăm luôn ha. Tại vì con nhỏ quá mà thì đi thì cũng phải cần người lớn chở đi mới được. Đâu có tự ý đi được. Em có hay ra thăm con không? Bữa trước em có ghé em tổ chức sinh nhật cho bé đó. Vậy ha. Vì khoảng thời gian đây thì em cũng không có thời gian đi á. Ừ. Cũng sắp xếp, cũng ráng tranh thủ cho lắm mới đi được thôi. Ừ. Bây giờ thêm ba bệnh nữa. Em tuổi lần cái thấy không bệnh rồi lúc nào Ngọc cũng vậy. Mình nhờ nghiệp Ngọc nó bị gì mà nó còn hai cái tay cũng đỡ đi. Dạ. Chứ phải mình không còn cái tay chắc tôi cũng khổ dữ lắm. Dạ. Cái con mà cái gì còn lần tới lần lui mình cũng đỡ không bữa nào thôi. Thấy cũng tủ. Dạ. Rồi lúc nào mà ổng đau. Chứ này ổng bị nhiều. Nằm khóc vậy hoài đó hả? Khi nói tới nhắc cái chuyện này chuyện kia thì không nhớ lại không buồn gì đó. Dạ. Hồi đó chắc nói chung gia đình mình ở trong đây đất cát được cũng có ha thêm. Dạ cũng có nữa. Dạ cũng. Rồi đi mặn ăn xa đó chứ ơi, rồi lỗ lã. Dạ lỗ. Lỗ lã rồi dầu. Dạ. Dạ ta chứ sao. Lỗ lã rồi dầu đổ mềm leo luôn ha. Dạ, rồi cái bệnh đặc. Từ đó sau rồi nó suy sụp luôn. Dạ.
Nó sao rồi cái Ngọc nó bị tai nạn rồi. Bắt đầu giờ gặp tới tới luôn. Dạ. Con thấy thêm cực khổ lắm đó. Nuôi Ngọc rồi nuôi chú. Dạ. À. Rồi... mấy người con trong gia đình nó cháu bỏ lại cho thím nuôi hết trơn, thấy cực khổ. Mình nuôi tổng cộng bao nhiêu đứa cháu? Nhỏ kia hai đứa rồi, nhỏ kia đứa nữa có ba đứa hả? À. Ba đứa. À, có mấy đứa cháu à, như con Ngọc thì nó chển rồi đâu. Nó đã ở chển nó học. Dạ. Đứa kia thì ở bên cha mẹ nó cho tới lui vậy đó. Dạ. Bây giờ nó lớn mình cũng đỡ nữa. Dạ. Nó lớn rồi nó biết rồi nó. Hai đứa con của chị ba hả? À? Ờ, nó lớn nó biết chứ cũng đỡ rồi. Thì chồng chị ba cũng ở gần đây hả? Cũng thôi nay 90 năm nay rồi. Không mà chồng chị cũng ở gần đây ha. Ở xa. Ở xa ha. Ở xa sao hai đứa nó tới lui được? Ít có tới lui. Dạ. Hai đứa nhỏ ha. Dạ. Dạ. Cũng không có ai mà qua cha mẹ, đặc biệt là bà ngoại của chú anh chị. Thường thường mình thấy rất là nhiều, ở quê mình rất là nhiều như vậy. Thường thường cha mẹ mà có bỏ nhau thì về bà ngoại nuôi không? Dạ, bà ngoại thì nuôi nuôi nhiều nhất. Dạ, bà ngoại nuôi không? Dạ, ít có bà nội lắm, bà ngoại là nuôi nhiều nhất. Dạ. Chú, bây giờ sức khỏe là thấy là ổng yếu thôi chứ còn mà tất cả ổng được thường minh mẫn bình thường ha. Ờ dạ đâu có lơ lẫn gì đâu. Dạ. Còn ấy mà tại cái là như ăn không được đi không được thôi. Dạ. Mình yếu mình đi không được hay sao chú, mình gung mình đi không được hay là tại vì người nhà không cho mình đi? Phải tại mình bước không đắt đi không được, bước không đắt. Yếu quá. Yếu quá ha. Chứ quẩy bác sĩ thì nó không cho mình đi là cái chuyện đó mình sợ. Dạ. Mình bị hồi nãy tới giờ cái gì tới đây nằm đây đưa đây nằm đây chứ chưa bước rồi tặng ngay bệnh viện tới giờ ông nằm đâu cũng chết, lúc trước mà chưa đi bệnh viện đi ra cửa đó rồi coi ba cái chanh thử coi sao chút trước mà chưa bệnh viện là tôi nói chú chống nó gãy cũng đi vòng vòng ba chanh rồi cái ông vô ông thuốc cái ngủ được ngon lắm, cái chiều mấy đứa chơi nữa ông đi ra ngoài vòng coi nữa. Dạ. Gia nhập viện nằm ngoài tới trên giường bác sĩ cho xuống rồi. Về đây nằm về, luôn. Về đây chú coi nằm luôn vậy đó, không có. Tính đi về này cho ông hoảng phát rồi ông đi tới. Dạ. Luôn cho nó cử động nè. Cũng như tập lý vật liệu gì đó. Dạ. Ngoài ông nói ông bước xuống không được. Tới bệnh mà đi không nổi mà còn lo nữa ha. Tính Ngọc kêu thằng cháu nó rửa xe lăn đến cho ông xuống ngồi xe lăn. Dạ. Mà sao ông ngồi được, ông ngồi không được. Dạ. Bởi tôi nói với chú là cái đường xa là ông đi không được. Bữa đó về chiếc xe vậy nè. Mà ông ngã ra ông nằm mà tôi còn ôm chiếc xe nó chạy rất im nó mà hơi chút xíu mà ông còn la. Dạ. Nó sốc chút ông đau. Đau. Chút là ông đau bởi vì bởi sợ đó. Đường xa là thấy không? Thấy lắm. Vậy mình đòi đi thành phố mình khám. Mình đòi đi thành phố mình khám bệnh mình nhắm mình ngồi lên tới chợ anh được không chú? Chờ chú ổng ngồi. Cái đó biết được. Chờ chú ổng ngồi. Dạ. Yeah. Dạ do là chú bị tim nữa nghe cô chú anh chị. Cho nên là cái đoạn đường mà đây lên Sài Gòn nó rất là xa, nó 6-7 tiếng đồng hồ. Mà nếu như có cái vấn đề gì dọc đường thì không có xử lý được. Thì cho nên là gia đình là tính đưa chú đi gần gần hơn. Thì bây giờ thì Mạnh Thường Quân người ta có gỡ cho gia đình mình một số tiền là để đưa chú đi khám bệnh ha. Nhưng mà cái này thì Mạnh Thường Quân cũng có nhắn với con là khuyên chú nên đi Sài Gòn khám coi như thế nào. Nhưng mà tình hình sức khỏe của chú vậy nhồi máu cơ tim thì bây giờ là tùy gia đình mình xử lý chứ con không có thể xen vô được không. Dạ, nếu như con kêu đi Sài Gòn mà gia đình mình đi Sài Gòn á rồi chú có vấn đề gì rồi sao. Dạ, nó cũng khó khăn rồi, tùy gia đình mình tính ha. Dạ. Thì hôm nay thì vô đây thì trước tiên thì thăm chú. À, để là gửi cho chú những cái số tiền mà Mạnh Thường Quân gửi. Thì hôm nay sẵn đó con gửi luôn cho chú. Thì có Ngọc luôn. Dạ, thì Mạnh Thường Quân, cô chú ở Minnesota gửi cho chú là 200 đô. Là chị Hạnh gửi cho chú là 300 đô. Thì tổng cộng cái số tiền mà chú nhận để đi khám bệnh
là 11.550.000. Thì con gỡ luôn cho chú là 11.550.000. Đây con. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 500 50.000 là 11.550.000. À, thì không có gì muốn nói, cảm ơn cô chú anh chị mình Hùng Quân đi nữa. Dạ. Yeah. Tôi cũng rất chân thành cảm ơn của các bạn thường quân giờ và cô chú mấy cô đã có một tình hình giúp đỡ trong khi cũng khó khăn vừa qua. Cũng mong sao mà cảm ơn rất nhiều mấy cô chú. Giờ tôi cũng dành cũng chúc nhiều sức khỏe cho mấy cô chú vừa chứ. Bạn thường thành lý chơi gai trời núi thôi mình đi khám thử coi nó làm sao. Xe đi khám dạ thì bây giờ mình đi khám đi để về mình đi tới đi lui mình ăn uống đồ được thì nó khỏe lại chứ có đâu chú. Ờ, không thấy đi tới luôn. Ờ, chú vậy. Chọn người cầu ông đi tới luôn vậy được rồi chú. Ờ, ông đi ừ, ông đi tới đi luôn mà uống là được rồi. Ông đi ngoài vô gì cũng đó không đi được. Cứ đi ra ngoài điều trị về chứ không khỏe hơn nữa. Dạ. Vì giờ ông không đi được luôn. Ngày không đi được đó, ở đây ông ăn cho chú một chén cơm cho hơn chén cơm đó. Chén hai chén đủ đó. Giờ ăn lặt vặt bánh này kia nó mà được lắm. Dạ. Vừa uống nước nữa, vừa uống sữa nha. Sữa, vũ, nước đá, đồ bệnh cũng bình thường được. Mình phải đi để coi coi bệnh gì. Rồi người ta la bác sĩ, người ta trị cho mình. Ăn uống được, tất nhiên là mình ăn uống lại được. Là mình có sức khỏe, mình sẽ đi tới đi lui bình thường. Dạ dạ, cố lên nha chú. À, cố lên đi, đừng có bi quan quá. Có gì đâu mà bi quan, bệnh thì chữa bệnh chứ có gì đâu. Với hai nữa, bà con cô chú người ta cũng thương chú. Khi mà con lên clip á, rồi người ta gỡ tiền về để cho chú trị bệnh nè, cho chú đi khám bệnh coi như thế nào. Bởi vì mình đừng có phụ lòng Mạnh Thường Quân ha. Dạ, cái số tiền này á, người ta cũng mang rất là cực khổ, nhưng mà người ta thương chú, thương Ngọc. Cho nên là người ta gỡ về, người ta hỗ trợ để cho chú trị bệnh. Nha, mình phải cố lên. Dạ, cái gì chú? Dạ. Thật lòng. Bây giờ nói không được thôi. Nằm nghỉ đi chú. Cảm ơn. Dạ dạ. Anh thương. Dạ dạ. Vậy là mình phải cố lên ha, rồi đi trị mình đi khám bệnh rồi mình trị bệnh cho mình hết bệnh ha. À, mình ăn được là mình đi được à, không sao hết á. Còn không ăn được lòng. Dạ, mình ăn được là mình khỏe à. Dạ thì cái số tiền đó là Mạnh Thường Quân gửi riêng cho chú để đi khám bệnh. Còn cái số tiền này á, thì hồi sáng á, có một cô ở nước ngoài về thì cũng gửi cho Thái rồi gửi riêng cho Ngọc. Là cô Mười Ngương ở Biên Hòa Đồng Nai là có gửi cho Ngọc là một cái bao thư. À, anh cũng không biết nhiêu nữa tại vì của người ta gửi sao thì anh gửi lại cho em. Đây là cái bao thư của mà cô Mười Ngương gửi cho em. Cảm ơn cô đi em. Mười Ngương ở Đồng Nai đã gửi cho con một cái bao thư. Thì hiện bây giờ thì thì của em đó thì em em làm gì em làm chứ cô gửi cho anh là nguyên cái bao thư vậy đó. Sẵn đây thì Ngọc sẽ xem luôn và xin phép. Số tiền là 1.000.000 đồng. Dạ. Thì cô Mười Nguyên ở cùng qua ở Đồng Nai đã gửi cho con. Thì thật sự là trong cái thời điểm hoàn cảnh trong thời điểm bây giờ thì con không biết nói như thế nào. Thì
cũng con cảm ơn cô rất là nhiều. Thì đây, cầm nè. Giờ trong cái trong cái lúc mà gia đình của con á, thì rất là khó khăn hiện bây giờ, thì con cảm ơn cô chú, anh chị, ông bà đã yêu thương, thấy tại vì giúp đỡ cái hoàn cảnh của con trong lúc bây giờ. Thì Ngọc đây cũng xin cảm ơn anh Thái là người đã gieo duyên giúp Ngọc kết nối được ông bà với chú anh chị, chia sẻ hoàn cảnh của Ngọc. Thì anh Thái xem Ngọc như một đứa em ruột vậy đó, cô chú anh chị ạ, vì rất là quý. Ngọc cũng mang ơn anh Thái rất là nhiều. Ngọc cũng xin gửi lời cảm ơn đến lúc nãy là chị Hạnh. Chị Hạnh. À, rồi dạ, chị Hạnh ở Mỹ với Mạnh Thùng Quân ở cô chú Mạnh Thùng Quân ở Minnesota. Dạ. Thì Ngọc sẽ gửi lời cảm ơn đến chị Hạnh ở Mỹ và cô chú Mạnh Thùng Quân Minnesota đã gửi một số tiền là 50 ngàn cho ba Ngọc để anh chi phí lo trị bệnh, đi khám bệnh. Thì bữa giờ thì Ngọc cũng đang cố gắng sắp xếp để mà cái chuẩn bị cái chi phí để đưa ba Ngọc đi khám để điều trị. Thấy của ba Ngọc hiện bây giờ rất là yếu, kéo dài thì sẽ không ổn. Nếu mà đi theo anh Thái sớm có gợi ý đi Sài Gòn phố á. À, Mạnh Thùng Quân gợi ý chứ không phải là anh. Thì nhắn lại anh Thái á, Mạnh Thùng Quân gợi ý anh Thái nhắn lại thì có đi Sài Gòn. Nhưng mà điều kiện thì đi Sài Gòn thì nó sẽ tốt, nhưng mà tình hình bây giờ qua cũng không có còn tim nữa thì nó hơi bất tiện một xíu. Để chắc Ngọc nếu mà chuyển sang thì đi khám trước thì chắc Ngọc sẽ chuyển sang bệnh viện tỉnh. Bệnh viện tỉnh chắc xuống ở Cần Thơ thì nó sẽ gần hơn một cái quãng đường. Mà đi như vậy thì cũng phải cần cái đội ngũ y tế, xe cứu thương của chú anh chị. Chứ thuê xe bên ngoài mình đi thì nhiều khi ba Ngọc mệt á, lại khó xoay sở. Dạ thì như bây giờ tới tình hình của ba của Ngọc thì mình biết thì chú thì đầu óc còn rất là minh mẫn, nói chuyện thì bình thường của chú anh chị, nhưng mà do cái tình hình sức khỏe đó thì mình phải để gia đình tự quyết, chứ Thái không có quyết định được. Nhưng mà Thái chỉ gỡ những cái ý mà Mạnh Thùng Quân là gỡ đến gia đình, là gỡ cái số tiền này về để đi khám cho ba Ngọc ở Sài Gòn. Thì bây giờ là để tị ở nhà quyết định nha cô chú anh chị. Dạ thì được cái số tiền này thì mình cũng rất mừng cho gia đình. Dạ thì video của mình hôm nay đến đây để trao những cái phần tiền Mạnh Thùng Quân gửi cho gia đình Ngọc cũng xin phép được kết thúc nha cô chú anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị vào một video tiếp theo nha. Dạ xin chào. Chào.